máy tính soi tỷ số bóng đá nam Olympic 2024, Pháp đoạt huy chương vàng. Dựa trên nhiều yếu tố, máy tính dự đoán Pháp sẽ thắng Tây Ban Nha ở chung kết môn bóng đá nam Olympic 2024. Máy tính dự đoán Pháp sẽ thắng Tây Ban Nha ở chung kết môn bóng đá nam Olympic 2024. Theo lịch thi đấu, Olympic Pháp đấu với Tây Ban Nha ở chung kết môn bóng đá nam Olympic 2024 sẽ diễn ra lúc 23 giờ tối nay ngày 9 tháng 8. Máy tính đưa ra dự đoán về trận đấu này. Đội tuyển Olympic Pháp thành tích tốt nhất tại Olympic, huy chương vàng 1984. Giá trị đội hình 392,6 triệu euro. Huấn luyện viên trưởng Thierry Henry. Đội hình dự kiến: Red, Sidilia, Bay, Lukeba, Truffaut, Milot, Cồn, Chotac, Olis, Lacazette, Mateta. Điểm mạnh: đội hình đồng đều, chất lượng, nhiều cầu thủ trẻ tài năng. Lối chơi tấn công đa dạng, sáng tạo, khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh. Lợi thế sân nhà, được cổ vũ nhiệt tình. Điểm yếu: hàng thủ đôi lúc thiếu tập trung, mắc sai lầm cá nhân, áp lực tâm lý khi là ứng cử viên vô địch. Phong độ gần đây: 5 trận toàn thắng. Đội tuyển Olympic Tây Ban Nha thành tích tốt nhất tại Olympic, huy chương vàng 1992. Giá trị đội hình 259,80 triệu euro theo Transfer Market. Huấn luyện viên trưởng Santi Dinia. Đội hình dự kiến: Tenas, Pubil, Kubasi, Garcia, Miranda, Barrio, Bana, Oroz, F. Lopez, Gomer, Rui. Điểm mạnh: lối chơi kiểm soát bóng nhuần nhuyễn, kỹ thuật cá nhân tốt. Đội hình đồng đều, giàu tài năng trẻ, kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dặn. Điểm yếu: tâm lý thi đấu đôi khi không ổn định, khả năng chống phản công chưa thực sự tốt, sự gắn kết của đội hình còn là dấu hỏi. Phong độ gần đây: thắng 4 thua 1 trong 5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu: hai đội chưa gặp nhau tại đấu trường Olympic. Tây Ban Nha được dự đoán sẽ để thua Pháp ở chung kết bóng đá nam Olympic 2024. Dự đoán kết quả, nhận định: đây là trận chung kết được dự đoán sẽ rất cân bằng và kịch tính. Cả hai đội đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng. Pháp có lợi thế sân nhà và phong độ tốt, nhưng Tây Ban Nha cũng không hề kém cạnh với lối chơi kiểm soát bóng chắc chắn. Dự đoán tỷ số: Pháp 1-1 Tây Ban Nha, Pháp thắng trong hiệp phụ hoặc luân lưu. Xác suất của Google: Pháp 55%, Tây Ban Nha 45%. Bình luận chuyên gia: đây là một trận đấu khó đoán. Cả hai đội đều có khả năng giành chiến thắng. Pháp có lợi thế sân nhà, nhưng Tây Ban Nha cũng rất mạnh. Tôi dự đoán trận đấu sẽ phải giải quyết trong hiệp phụ hoặc luân lưu. Lưu ý, dự đoán trên chỉ mang tính chất tham khảo. Kết quả thực tế của trận đấu có thể khác biệt do nhiều yếu tố ảnh hưởng.